3 3 bằng number bằng from nhập số. Rồi, sao nữa? Document write. Write cái gì? Viết lại đề này. Rồi. Và cái gì? ATT. Cái gì? Bạn làm rồi mà. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Như này à? Rồi. For. Và y bằng 0. Y nhỏ hơn A, R, R đúng không? Nào, xem bạn làm đúng chưa. Rồi gì nữa? Document. Ô, ngồi trong lớp nghe điện thoại như đúng rồi nhỉ. Đi ra ngoài. Hả? Đây hả? A, R, R. Đây, Y. Nhân với. Nhân X đâu? X đâu? X là cái số nào? Nhân với X. Là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Là như nào? Bạn muốn làm cái gì ở đây? Em trước kia phải đi một dãy để tính kết quả. Một dãy để tính kết quả là như nào? Đọc cho tôi cái lệnh của bạn như nào? Ví dụ là 2 lên 3 bằng kết quả. Viết lên đây, tôi chẳng hiểu gì cả. Tự nhiên lại 2 lên 2 nhân 3. Bội số là như nào? Tự nhiên 2 nhân 3 chả hề hiểu. Rồi, cao y nhân. Tìm số nhỏ nhất. Bội số là cái số nhỏ nhất chia cho cả, chia được cho cả A và B mà. Ừ, cứ nhân với nhau là chia được à? Đúng. Đâu? A này. Nhân này. Đô la number đúng không? Gì nữa? Bằng đô la ARR ở vị trí thứ Y. Không biết đúng nhỉ? À, cái này thiếu. Nhân với number. Như này hả? Hết chưa? Ông không xuống dòng à?
Rồi thì chạy 10 nhá. Ê, đọc có hiểu gì không? Cho xuống dòng như nào? Bây giờ cuối nào? Đây á. BR. Đúng không? Hai nhân 10 bằng 20. Nhưng mà tại sao không là 10? 10 cũng là bội số của 2 và 10. 3 và 10 thì 30 đúng rồi. 4, 10 thì 20. Vâng. Vâng với giả cái gì? Là như nào? Tôi chẳng hiểu gì cả. Là sao? Tôi chẳng hiểu ông nhiều đang nói cái gì với tôi. 5 nhá. 1 nhân 5 bằng 5 đúng rồi. 2 nhân 5 10 đúng rồi. 3 5 15 đúng rồi. 4 5 20 cũng đúng. 5 nhân 5 bằng 25, nhưng mà thực ra cái bội số nhỏ nhất của nó phải là 5. Đây đâu phải thuật toán đúng. Đây chứ ông chỉ đơn giản là lấy nhân vào chứ đâu không phải là tìm bội số. Bội số là số nhỏ nhất có thể chia được cho cả hai số A và B. Về chỗ sai rồi. Các bạn nào có cách giải khác không? Dương. Chép sai để à? Tôi quay trên video rồi mà. Nào. Đây. Giờ làm sao để tìm được một cái số có bội số nhỏ nhất, có là bội số nhỏ nhất của cái số nhập vào cùng với cái các số từ 1 đến 15 nào? Làm sao để tìm được? Cái này dễ cực kỳ luôn ấy. Bội số nhỏ nhất tức là số có thể, số bé nhất có thể chia hết cho cả hai cái số này, đúng không? Thế nên bội số lớn nhất ở đây có thể xảy ra cũng không phải là lớn nhất, mà chắc chắn nó là bội số là đơn giản là bằng cách là nhân cái này vào, đúng không? Cái này chắc chắn là bội số nhưng mà chưa chắc đã là nhỏ nhất. Thế bây giờ làm sao? Giỏi ơi, bọn này học dốt thế nhỉ? Có mỗi mấy cái phép toán rồi. Đây nhá, chúng ta sẽ có cái số max và max bằng cái, nó sẽ bằng cái ARRI nhân với number này, đúng không? Học dốt toán như này là không làm được lập trình nữa nhá. Dốt thì nó cũng phải dốt vừa vừa thôi, đúng không? Đây là số bội số, nhưng mà là số lớn nhất đối với chúng ta, chưa chắc nó đã là bội số nhỏ nhất, nhưng mà chắc chắn sẽ chia hết cho hai số này, đúng chưa? Sau đó chúng ta lại làm một vòng for nữa. Vòng for ngược ARR chấm len trừ 1 nhỏ hơn 0. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có là cái Y này. Ở đây là max chứ, nhỏ hơn max. Đầu tiên Y bằng max. Y lớn hơn hoặc bằng 0. Trong quá trình lùi à, đây là quá trình Z này, Z. Trong quá trình lùi này, chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái Z này nó có lớn hơn, à, nó có chia hết cho cái mớ này không. Và chúng ta sẽ có là true number bằng max.
chắc chắn là số này sẽ là số chia hết rồi này. Bây giờ chúng ta làm bước lùi. If z chia phần trăm cho z phần trăm cho arr ở vị trí thứ y bằng 0 và z phần trăm cho number bằng 0 thì true number bằng với z. Thế là xong, document write arr nhân với đây là bội số nhỏ nhất. Nó bằng với true number. Thế này là xong chứ không có gì đâu. Lồng hai vòng for vào nhau. 10 nha. Này về đến 1 thôi. Một 10 này, 2 10 này, 3 10 30 này, 4 10 20 này, 5 10 10 này, 6 10 30 này, 7 10 70 này, 8 10 40 này, đúng chưa? Ô hay. Xem đọc đi xem có hiểu logic không nào. Không phải là cứ đơn giản là nhân vào là xong nhá. Đọc kỹ ra nào. Thôi nhà tắt chuông đi nhá. Bài chẳng là đứa nào làm được, cứ ồn nào. Nào, đọc lại này. Ở đây bạn làm này là còn hơi sai này. Đây là phải là bắt đầu va y bằng 1, y nhỏ hơn hoặc bằng 15. Thế này cho nó nhanh chứ cần gì phải tạo ra cái mảng cái làm cái gì. Đây, đủ nhanh chưa? Bớt được dòng. Đầu tiên này, nhận một cái số từ cái prompt, xong chưa? Sau đó chúng ta tiến hành một vòng lặp từ 1 cho đến 15. Sau đó chúng ta tìm đến cái số lớn nhất. Cái số một cái số bội số mặc định là bằng cái y nhân với number. Sau đó chúng ta có true number, cái số chính xác, cái số bội số chính xác. Tôi cứ đặt tạm nó bằng cái y nhân bằng cái số max này đã. Sau đó chúng ta có cái z bằng, có nghĩa là làm một cái số lùi từ cái số max về số 1. Được chưa? Từ cái số max về cái số 1. Sau đó tôi sẽ kiểm tra nếu mà z này chia cho y và z này chia cho number bằng 0, tất cả hai cái đều bằng 0 thì cái số chính xác nó sẽ bằng cái số z. Sau đó tôi hiển thị ra ngoài. Đọc đi xem có hiểu không. Đấy nó mới là tìm bội số. Đọc đi nào. Đúng không?
Nào có ai hiểu cái này không? Hỏi hiểu trước. Cái số còn lại là không hiểu. Rồi. Bạn hiểu thì bạn hiểu như nào với cái này? Đúng rồi. Chính xác. Rồi vẽ ra cho dễ hiểu nhé. Đây. Nào. Nhập số thì dễ rồi nhá, cái số năm bởi vì dễ rồi nhá. Nó sẽ là con số rất nhập vào thôi. Chúng ta có vòng mặt từ 1 cho đến 15. Dạ. Từ 1 cho đến 15, ví dụ như cái số x của chúng ta nó bằng 10 đi. Dạ. Thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái số max. Max 1 nhân 10 bằng mấy? 10. Đúng không? Đây chúng ta tạm thời coi là cái bội số hiện tại, cái bội số được xét của hai cái số đấy, bội số. Còn nhớ cái bội số không? Bội số là một số chia hết cho cả hai số hoặc ba số. Xong chưa? Rồi. Tiếp theo. Max này bằng 10 này. Nhưng mà tôi chưa tin đây là cái bội số nhỏ nhất. Đúng không? Tôi chưa tin đây là cái bội số nhỏ nhất. Cho nên tôi sẽ phải làm cái vòng lặp tính từ 10 dần ngược về 1 để kiểm tra xem cái tôi gọi những cái số thay đổi ở trong là y. Ví dụ nó sẽ từ 10 đến 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Được chưa? Thì tôi sẽ kiểm tra xem cái số y này có chia hết cho cái số x là cái số chúng ta nhập vào hay không. Thì bằng 0. Và cái số x này nó có chia hết cho cái số nên tôi gọi là z. Nếu mà cái số y này chia hết cho cả z nữa thì đây nó sẽ là, tôi sẽ gán những cái biến đi cái giá trị y này, nó là cái chắc chắn bởi vì tôi dần ngược, các bạn thấy không? Ở đây tôi dần ngược này thì các bạn sẽ nhìn thấy là mắc cái số của tôi, cái số y của tôi có thể xét nó sẽ chắc chắn là sẽ nhỏ hơn cái mắc này. Và tôi cứ tìm từng số một cho đến bao giờ nhỏ nhất thì thôi, thì tôi dần ngược về, có thế thôi. Có, đây là cách chưa tối ưu, còn có cách tối ưu hơn. Tôi chạy thẳng từ 1 cho đến cái số cuối cùng thì nó gặp cái số đầu tiên thì tôi break hoặc làm giảm phát là xong. Đấy nó phải là tối ưu. Nghĩ kỹ lại đi xem có hiểu không? Đặt mình vào cái vòng lặp ấy thì mới hiểu được. Nếu không thì code lại đi. Code lại và các bạn viết cái số va y bằng 1, y với 15 này nó nhỏ thôi, từ 1 đến 3 thôi chẳng hạn. Thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Hiển thị tất cả các số ra. Thì tìm từ 1 đến 3 thì các bạn thay cho cái việc là cái true number này này. Thì các bạn cứ in hết ra thôi.
Ví dụ như if này thì là số gì, tôi sẽ viết đây là document write số số gì chia hết cho y và number. Else không chia hết là không chia hết, tôi không hiển thị. Tôi comment cái dòng này phát là xong. Tôi sẽ để ở đây là từ 1 cho đến 3 thôi. Các bạn sẽ thấy nó rất là nhanh. Đây là 10. Thấy không? 10 chia hết này, 9 này, 8 này, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Số 20 chia hết, nhưng mà số 10 cũng lại chia hết. Đúng không? Sau số 1 lại không chia hết. 30 chia hết này, còn các số khác không chia hết. Đấy. Các bạn phải hình dung ra cái vòng lặp nó chạy như thế nào đã thì các bạn mới làm được.
Xong chưa? Về phải luyện đi luyện lại cái bài này nhiều vào, chúng ta mới ứng dụng được. Không là chết đấy. Xong chưa? Tiếp tục nha. Tôi tạm thời cứ để cái này đây, cái này nó sẽ chính cái ở trong cái if này này, nó chính là cái bội số đấy. Bài 2. Tôi comment bài 1 rồi nha. Bài 2 là một bạn làm cho tôi nè. Không cần đâu. Rồi. Làm chưa? Rồi. Nhập câu và nhập ký tự. Và A chứ. Bằng from à. Đây nhập câu. Xong rồi và B à. Và B. Nhập ký tự. Rồi xong. Rồi xong. Và gì? Hả? Và cao bằng 0 biến đếm. Rồi sao nữa? For. For tiến đến for lùi. Ờ, y bằng 0. Y nhỏ hơn b chấm len. Hay là a chấm len. A chấm b. Y cộng cộng. Sao nữa? Cái gì mà gì lắm thế? Làm gì mà lắm thế? Nào. For nữa. For. Z bằng 0. Z nhỏ hơn cái gì? Sao lại B có một ký tự thôi mà? Z. Rồi, tiếp đi. Cái gì? Là sao? If if b b g rồi ba dấu bằng a i thì sao? Hoặc nhỏ. Cộng cộng cao. Rồi. Dưới này. Document right. Có đô la cao ký tự B xuất hiện ở trong chuỗi. À, này hả? Đúng chưa? Tôi có hỏi ông đâu, tôi hỏi bọn khác mà.
Đây là Đinh Công Cần. Nhập ký tự C. Đúng chưa? Đúng ở chỗ nào vậy? Tại sao lại phải for ở đấy? Cần giải thích cho tôi vì sao lại for ở đấy. For ở đây giải quyết vấn đề gì? Ghi chép vào đâu? Cái gì? Tại sao lại phải bê len làm gì? B có mấy ký tự mà phải len? Một thì ký len làm mẹ gì mà lặp một chạy một lần à? Họ cần đi chép ở đâu ấy? Cái gì? Lại ghi nhầm đề bài. Dãy ký tự ở đâu? Dãy ký tự ở đâu? Dãy ký tự ở trong biến B. Rồi. Ví dụ của bạn là gì? Đinh Công Cần. Bây giờ có hai, tôi ông nhập cho tôi xem có cái hai cái ký tự nó xuất hiện ở trong cái bài của ông AN à? Bốn ký tự AN. Chỗ nào vậy? À? Chuỗi giải quyết gì ở trong này? Cái AN của ông chỉ xuất hiện ở công ở cái chữ cần này thôi. Đây này. Chứ không phải là tìm từng ký tự ở trong cái chuỗi này được. Vậy là vứt đi. Nếu mà ở đây tôi nhập hai chữ CC và phát là nó gấp đôi lên à? Hả? Sao trả lời đi. Đàn ông đàn em mạnh mẽ lên thế nào? Eo uột. Ừ? Sao? Nói to lên, tôi bị điếc. Thì sao? Cô nhìn thấy cái ký tự không? Ký tự thì chỉ là một ký tự, chứ ký tự là lắm ký tự à? Nhiều ký tự người ta sẽ bắt khắc nói thành chuỗi. Bảo ký tự thì là ký tự chứ còn... Bỏ cái này đi. Có một vòng for rồi. Cái này là xong. For. Xong bài 2. Các bạn check lại đi xem có vấn đề gì không.
bằng. Ừ. Bạn chọn hai số bằng. Không nên. Không nên. Nếu mà đã so sánh chuỗi, tốt nhất là em so sánh 3 dấu bằng thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn so sánh 2 dấu bằng vẫn được, chứ không phải là sai. Nhưng mà nó sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Đấy thôi. Bởi vì khi mà người ta nhập như thằng Cần ấy, nó nhập vào đấy, nếu mà viết như này, nó nhập vào đây là chữ false, thì nó sẽ bằng với cái ký tự trắng của em. Đấy rất là nguy hiểm. Xong chưa? Bài 2 xong. Bài 3. Viết vòng lặp để hiển thị hết bảng kiểu trương. Có ai xung phong? Quang Linh. Linh đâu? Viết cho tôi bảng kiểu trương. Ờ, đọc luôn. Alert. Alert cái gì vậy? Em định alert cái gì? Ờ thì alert. Hả? Trời ơi, ông bê rồi, ông document write cho tôi gớm khổ. Rồi. Từ để tôi viết cái BR vào đây. Gì? For. For. For này đúng không? Rồi, for gì? Y nhỏ hơn 10. Rồi. Y bắt đầu từ 0 ạ. À? Bảng kiểu trương nào có số 0 vậy? Đã làm bài chưa? Sao lúng búng vậy? Hả? For tiếp. Ừ. Và gì? Z bằng 1. Sao vẫn nhỏ hơn vậy? Tiếp. Hả? Document right. Y sao Z bằng y nhân di thật luôn. Sao thêm cái BR vào đây à? Này đúng không? Rồi xem nhé. Một. Đúng bằng kiểu trương nhá. Thấy không? Đây tôi viết bằng kiểu trương rõ ràng cho các bạn coi nhá. Đây tôi sẽ viết là document. Đây cứ mình write này. Đây một cái div này. Class bằng đọc bên style. Style width bằng width 30%. Display inline block. Rồi thì có gì nữa nhỉ? Border một pixel
solid màu đen. Đây. Đúng bản kiểu chương không? Check kỹ đây là đúng bản kiểu chương. Vâng đủ chưa? Đúng rồi. Thiếu số 10. Vai cái gì mà vai? Bé không được học bản kiểu chương à? Đặc, tôi đã nói đi nói lại rồi, cái ngành của chúng ta nó phải cẩn thận đến từng chỗ một, từng số một. Sắp bạn thiếu một số là ảnh hưởng đến 9 bảng khác. Đây, nhỏ hơn hoặc bằng 10. Xếp xuống. Xong chưa? Đây là bài 3. Các bạn check đi. Xong chưa? Tôi đẩy 3 bài lên nhá. Đẩy cốt lên rồi đấy. Các bạn check lại đi. Sau đó chúng ta sẽ sang những bài luyện tập tiếp theo.
Xong chưa? Luyện tiếp nha. Luyện tiếp này. Bài 4. Bài 4. Cho cái đây, tôi sẽ có một cái mạng. Cho mạng. Cho mạng ARR bằng viết bừa linh tinh các số vào. Đấy, các bạn viết bừa linh tinh các số vào. Không nhất thiết là phải giống tôi đâu nhé, miễn là toàn số là số là được. Bây giờ tìm. Bây giờ đề bài nó sẽ là tìm hai số có tổng lớn nhất trong mạng. Đấy, tìm hai số có tổng lớn nhất. Để, nhưng mà nhớ là phải sau này tôi phải thay đổi cái mảng này. Tôi sẽ thay đổi những cái giá trị trong mảng này. Nhưng mà thuật toán các bạn luôn luôn phải output ra để cho tôi hai số có tổng lớn nhất. Và tất nhiên nó không được trùng nhau, chứ không cộng hai cái này vào với nhau thì nó trùng nhau rồi. Thì là nó cũng chắc chắn là to nhất đúng không? Thì thế không được. Tìm đi, bài 4.
Xong chưa? Số bao nhiêu em rồi bao nhiêu? Mấy đứa xong rồi? Một này. Bôi đứa chạy. Cái này sử dụng hai vòng lặp. Lâu vào nhau. Sau đó có một cái biến mắc ở ngoài, biến số lớn nhất ở ngoài ấy. Các số lần lượt cộng số nào lớn hơn cái biến mắc kia thì
Xong chưa? Cần bao nhiêu phút nữa để xong các bạn ạ? Dương không nhỉ? Làm như nào? Nghĩ đi, tôi đã gợi ý đến hai vòng lặp rồi. Các bạn khác cần bao nhiêu thời gian nữa để làm? Không nhường Nam, không nhường. Chữa nhá. Chữa này. Ở đây chúng ta vẫn với cái mảng này thì chúng ta sẽ có khoảng thêm 2 biến nữa. Và max bằng 0 và result bằng một cái mảng rỗng. Chúng ta tiến hành dùng vòng for và arr.len như nhỉ, sau đó for g. For g bằng 0, g nhỏ hơn arr.len, g cộng cộng. If y mà bằng với g thì continue luôn. Nếu mà y không bằng với g thì chúng ta tiến hành là if max nhỏ hơn hoặc bằng với arr ở vị trí thứ y cộng với arr ở vị trí thứ g thì max bằng cái này và arr result nó sẽ bằng cái mảng arri và arrg như này. Kết thúc vòng lặp chúng ta sẽ có là document. .write hai số có tổng lớn nhất là cái result ở phần tử số 0 cộng với result ở phần tử số 1 bằng với max kết quả. Chín chín và 345 theo có đúng không? 345 và số 99 đây đáp án.
Bài tiếp, bài 5, vẫn là cái mảng trên. Bài 5. Tìm tất cả các số xuất hiện từ 2 lần trở lên. Và hiển thị ra ngoài. Thank you.
Thank you.
Không được. Để xong rồi là bố sẽ đi. Xong chưa? Có ai xong chưa? Lại không? Nam không chưa? Sao mày nát thế hả Nam? Chả nhẽ bắt cả lớp nó đứng được bây giờ. Làm sao? Có gì mà không xong được? Ừ? Đây nhá. Để ý này. Giống như cái này. Cũng chạy hai lần nhá. Một lần ngược, một lần xuôi này. Nếu bằng nhau thì bỏ đi này. Bằng nhau thì continue đi này. Đúng chưa? Xong mình sẽ có một cái biến đếm. Thay cho hai biến này mình có biến đếm. Nếu mà xuất hiện đến lần thứ hai mình cộng lên phát, mình cộng vào một cái chuỗi mới. Hiểu không? Mình cũng có hai biến, một biến là result nhưng nó là dạng chuỗi. Dạng chuỗi như này. Hiểu không? Dạng chuỗi, một biến là biến đếm. Cao đếm. Nếu em cũng chạy hai vòng, chạy một vòng ngược, một cái ngược, một cái xuôi. Đúng không? Cái phần tử đầu tiên, ví dụ phần tử 45 này, nó sẽ so sánh với tất cả các số khác. Trừ nó. Nếu, bởi vì chúng ta bằng y bằng z là bỏ qua rồi mà. Đúng không? Thì chúng ta nếu đếm, nếu có ở trong này một phát, xuất hiện phát, thì cái cao này nó sẽ lên 2 đúng không? Ban đầu là 0 này, xong rồi cộng lên 1 này. Nếu mà cộng lên 1 một phát hết vòng lặp, nó cộng lên 1 phát thì mình ép thêm cái số đấy vào trong cái chuỗi này. Cộng thêm một phần tử vào chuỗi thì dễ rồi đúng không? Chỉ đơn giản là cộng vào là xong. Đúng chưa? Có gì khó đâu. Nghĩ đi thế nào? Gợi ý cho đến thế rồi. Cộng vào chuỗi là cách lưu trữ dễ nhất. Thế là game mày làm kiểu gì vậy? Mà đúng rồi. Thực ra còn có cách nữa. Còn có một cách nữa, dùng cái này, cái result này, cái để hiển thị ra cũng là mảng. Có nhiều cách làm. Nhưng quan trọng nhất nó là cái biến đếm. Nếu mà gặp hai một vòng chạy xuôi này, xong vòng chạy ngược mà bằng giá trị phát thì là cái biến đếm nó sẽ tăng lên một giá trị, một đơn vị. Nhưng mà cái biến đếm nó phải nằm ở đây này, nằm ở trong này, nằm trong vòng lặp đầu tiên này. Thử nghĩ mà xem. Bài này là bài về nhà nhá. Rất dễ.
Thank you.